chào cô cháu cũng hay theo dõi các video của cô ạ à. cô cho phép cháu hỏi cháu và mẹ cháu hay xung khắc với nhau mẹ cháu hay bắt ép cháu phải làm theo ý của mẹ cháu mà không thèm để ý đến ý kiến của cháu khiến cháu rất khó chịu cô làm ơn cho cháu biết nếu cháu không làm theo lời mẹ cháu thì cháu bị quả báo gì ạ à? hai và nếu mẹ cháu mà cứ bắt ép cháu như thế thì mẹ cháu bị quả báo gì ạ à? câu hỏi có hay không đại chúng <laughs> kính thưa toàn thể đại chúng trong đạo hiếu của chúng ta thì thường có một thói quen đó là con phải nghe lời cha mẹ phải không ạ Đấy. nhưng hiểu như thế thì chưa thấu đáo ví như là thái tử tất đạt đa đấy khi xưa mà vua tịnh phạn có cho thái tử tất đạt đa đi xuất gia không không cho thế nhưng mà thái tử tất đạt đa trốn đi thế có phải là trái lời của vua tịnh phạn không có thế nhưng mà trái lời rồi thì về sau lại thành quả vị Phật là thầy của trời người thích cái việc trái lời này sẽ đem đến lợi ích hay không đem đến lợi ích là đem đến lợi ích cho nhân thiên và muôn loài vì thế chúng ta phải lấy đạo hiếu phải làm trong chân lý phải không ạ? À? đó là đối với đạo giải thoát còn trong thế gian của chúng ta thì phải lấy cái thiện dù là mẹ hay dế hay con cũng phải lấy cái thiện làm đầu bây giờ yến chỉ thỉnh đại chúng ví dụ như là bố mẹ làm nghề ăn cướp thì ép con mình làm nghề ăn cướp thì con mình không làm thì mình ủng hộ ai phải ủng hộ con đúng không đấy thế rồi có nhiều những cái người mà bố mẹ cũng không phải là đã tốt đâu ép con bán con gả con cho những cái người mà giàu có già. Đấy, không cho con mình yêu những người mà nó lựa chọn mà nó là tốt đẹp. Thế thì như thế có nghe lời mẹ được không? Không thể nghe được, đúng không? Nên chữ hiếu của chúng ta thì lấy cái gì làm gốc này? Chúng ta phải lấy thiện làm gốc, đúng không ạ? cái lợi ích cho mình và lợi ích cho cha mẹ lợi ích cho mọi người làm gốc từ đó chúng ta mới có thể xét được là lên nghe lời cha mẹ hay không lên nghe lời cha mẹ nếu mà lời của cha mẹ là thiện là lợi ích mà con không nghe lời thì gọi là con bất hiếu thế còn lời của cha mẹ mà không thiện không lợi ích không đem đến hạnh phúc cho con, không đem đến hạnh phúc cho mẹ, không đem đến lợi ích cho cha, không đem đến lợi ích cho mọi người. Thì lúc đó gọi là cha mẹ chưa nghĩ thấu đáo. Thì chúng ta phải đi theo chiều hướng là nghĩ thấu đáo. Đấy, ví dụ thế này ạ. À, ở nhà thì bố mẹ chỉ có con trâu đi trước, cái cày đi sau. Nhưng mà con đi học về rồi, con biết là có cái cày rồi. Cái 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 máy cày rồi. Thế giờ con là đòi là đi vay tiền để mua cái máy cày, đi cày cho nhà mình rồi đi cày thuê để lấy tiền. Thế nhưng mà do cha mẹ là sợ sợ là vay không trả, không trả được. Thế lúc bây giờ thì người con có phải quyết định không? Phải quyết định bởi vì phải tính toán, phải đầu tư phải sinh ra lợi nhuận để làm giảm thiểu sự khổ đau cho gia đình. Trên lúc đó thì con không thể nghe lời cha mẹ được. Có đúng không ạ? Đấy nhá. Thế thì cái việc mà nếu như mà mẹ mà đúng mà con không làm theo lời cha mẹ thì ngay trong hiện tại con không được lợi ích. Đấy. Đấy chúng ta thấy hiện báo không? Đấy là hiện báo. Thế còn nếu trong hiện tại mà cái việc mà cha mẹ mà không thấu đáo, nếu mà con nghe theo, con chịu khổ thì đấy cũng là thế là hiện báo. Chúng ta không tính đến quả báo lâu dài mà chúng ta tính ngay đến hiện báo thôi. Thì con cũng không được lợi ích mà mẹ cũng không được lợi ích. Cho nên việc mà có bị quả báo hay không bị quả báo là phải xét vào cái việc làm mà cha mẹ truyền tải đến cho con và việc làm mà con cãi cha mẹ nó là việc gì. Đại chúng có thấy đúng không ạ? Nhá, cho nên chúng ta phải xét cái gốc đó là việc này là thiện, là lợi ích mang đến cho cha mẹ, mang đến cho con cái khiến cho mẹ và con giữ được đạo đức, đúng đạo đức và là thiện và mang lại thiện lợi cho mọi người thì cả mẹ lẫn con đều có thể chuyển hóa cái quả báo cho nhau ví dụ như là cha mẹ xui con làm việc ác nhưng con không làm thì có phải là chuyển được quả báo cho cha mẹ không chuyển được quả báo cho cha mẹ Đấy, thế còn nếu như mà việc này là thiện mà cha mẹ bảo con con không làm con đi làm việc ác thì đó là bất hiếu nhé thì cái người con này bị quả báo là nếu như mà cha mẹ nói đúng lợi ích mà con không làm theo thì kiếp sau có sinh ra ở đâu cũng không sinh vào được gia đình cha mẹ có trí tuệ, có yêu thương được vì mình bất hiếu. Thế còn nếu như mà bố mẹ mà chưa suy nghĩ thấu đáo mà con có cái sự suy nghĩ tư duy tốt mang lại lợi ích cho cha mẹ, mang lại lợi ích cho mình mà con làm thì ngay trong hiện đời sẽ chuyển hóa được cho cha mẹ. Đấy, mang lại lợi ích cho cha mẹ bằng cách là con đem lại hạnh phúc ngay trong hiện đời này thì trong nhiều kiếp sau người con này sinh ra ở đâu cũng được cái quả báo đó là người con hiếu thuận được tốt đẹp gọi là quả báo cao tốt.